Xin chào mọi người, mình là Đông Tribal. Hôm nay mình sẽ trở lại với một cái bài giảng mới. Mình chắc chắn rằng các bạn thợ xăm đang xem video này đã từng một lần hoặc nhiều lần nhắn tin cho các cái đàn anh thợ xăm đi trước, hỏi rằng là anh ơi, anh chỉnh kim dài bao nhiêu, anh xài số volt bao nhiêu đó. Và các bạn sẽ nhận được những cái câu trả lời khác nhau từ nhiều người. Ví dụ bạn hỏi anh này, anh sẽ trả lời thế này, hỏi anh kia, anh sẽ trả lời thế kia. Anh thì chỉnh kim dài, anh thì chỉnh kim ngắn, cũng là một câu hỏi đó. Nhưng mà khi mà các bạn hỏi xong, các bạn về các bạn làm vẫn không được. Tại vì sao? Ví dụ khi bạn hỏi cái anh đó là anh ơi, độ dày kim bao nhiêu, anh đó trả lời là độ dày kim 2 mm, ví dụ vậy. Nhưng mà anh đó sẽ chưa có chỉ cho bạn rằng là số volt bao nhiêu, lực tay bao nhiêu, tốc độ kéo bao nhiêu, độ sâu kim một dao bao nhiêu, thì mới phù hợp với nhau, nó thành một cái công thức. Chứ khi mà mình hỏi một yếu tố vậy thôi thì chúng ta sẽ không áp dụng được. Thì hôm nay Đông Tribal sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công thức của mình đã tự mày mò ra và hướng dẫn cho các bạn một cách dễ hiểu nhất. Và mời các bạn, đầu tiên khi mà mình nói về đi nét trước đi ha. Đi nét thì chúng ta sẽ chú ý đến là độ dày kim, số volt, lực tay, tốc độ kéo và độ sâu kim vào da. Thì kim nét thì mình chia ra mà hai loại, đó là nét nhỏ và nét lớn. Đối với nét nhỏ thì mình sẽ chỉnh kim như thế nào? Tất nhiên nét nhỏ là từ nét 1, nét 3 thì gọi là nét nhỏ, nét 5 thì mình nghĩ cũng gọi là nét trung bình rồi đó. Thì nếu mà đối với nét nhỏ thì sẽ xăm những hình chi tiết rất là nhỏ thì mới dùng nét nhỏ, cho nên chắc chắn là các bạn phải chỉnh kim dài rồi. Dài ở đây là bao nhiêu? Là trên 2 mm, thì các bạn mới thấy rõ được cái đầu kim mới đi những chi tiết nhỏ. Nếu mà nét nhỏ thì cái độ dài kim là mình sẽ vẽ mũi tên thẳng lên, tức là mình sẽ tăng độ dài kim lên là để kim dài. Còn đối với số volt thì sao? Số volt thì các bạn phải giảm thấp xuống cho mình. Mình thường mình đi là phải đi 5V gửi đến 6V, là tức là mình phải giảm số volt xuống, mình vẽ mũi tên hướng xuống. Kim dài nhưng mà số volt phải giảm xuống đối với nét nhỏ. Lực tay thì phải sao? Lực tay giảm luôn, đó là mình phải nương tay lại đó. Rồi tốc độ kéo thì sao? Tốc độ kéo thì phải tăng lên, mình sẽ vẽ xong mình sẽ giải thích lại. Rồi độ sâu kim vào da, đó là thấp luôn, tức là chúng ta sẽ có độ dày kim khi mà dài thì chúng ta phải hạ volt thấp xuống. Tại vì khi mà kim dài mà chúng ta đi volt cao quá là cái kim nhỏ nó dễ luồn sâu vào da, là cái nó quá mạnh dễ luồn vào da. Và khi cái lực tay chúng ta phải giảm xuống nữa, tại vì cái lực tay chúng ta mà ấn mạnh quá thì cái kim nó dễ đi sâu vào da luôn, cho nên chúng ta phải nương cái tay lại, chúng ta đi nhẹ trên cái đầu kim thôi. Tốc độ kéo, khi mà cái kim, mình đã nói là cái kim nó dễ luồn vào da, mà các bạn kéo chậm quá thì cái kim nó sẽ bị dễ đi sâu vào, nó sẽ dễ nở mực phía dưới, chúng ta phải kéo nhanh lên. Rồi độ sâu kim vào da, tức là mình sẽ đi trên cái đầu kim thôi. Nó tóm lại khi mà đi kim nét nhỏ để mà không bị nở mực, bị nở mực xuống dưới và đi quá sâu, thì chúng ta nên đó là chỉnh kim dài nhưng mà volt thấp, tầm 5.5-6V, lực tay chúng ta đi nhẹ, không ấn lực tay, kéo nhanh và độ sâu kim vào da rồi trên đầu kim thôi. Đó là nói về nét nhỏ đó. Còn khi mà nói về nét lớn thì tất nhiên là có bạn có hai kiểu, có bạn thì chỉnh kim dài nhưng mà cũng có bạn thì lại chỉnh kim ngắn. Đối với mình chỉnh kim ngắn, nhưng mà thường đa số mình thấy các bạn đều chỉnh kim dài hết. Cái nét lớn thì ví dụ như cái nét nhỏ là nó ngón tay út vậy đây, còn cái nét lớn là nó hay chụm một đầu bự như này. Cái nét nhỏ nó dễ vào da, nó vẽ sâu vào da, dễ đi sâu vào da, nhưng mà cái nét lớn nó bự thế này là nó khó vô da. Cho nên thứ nhất là mình để kim dài ra, đó là mình hướng mũi tên lên. Số volt mình cũng phải tăng lên luôn. Đối với bên nét nhỏ thì mình giảm số volt xuống, nhưng mà đối với nét lớn mình tăng số volt lên. Nhưng mà tăng cũng đừng tăng quá, tầm 7.5 thôi, 7V, 7.5 thôi là ok rồi. Đừng tăng nhiều quá thì nó sẽ bị sát thương, bị cái nét nó bị lên sẹo đó. Còn về lực tay thì sao? Lực tay tăng luôn. Tại vì khi mà đi cái nét nó khó vào da, mình còn đi nhẹ tay nữa là cái nét nó không vô được. Mình dùng cái lực tay của cái kim nhỏ để mình áp dụng quay kim lớn thì nó không có vô được. Mình phải ấn lực tay xuống chút xíu, ấn nhưng mà ấn ở mức vừa phải, chứ đừng có kiểu mà ấn mà lên gân xanh luôn, ấn tới trong xương luôn là hơi mệt nha. Tốc độ kéo. Tốc độ kéo thì bên đây là tăng đúng không? Bên đây là giảm xuống. Kéo chậm thôi, để cho cái kim nó kịp ăn vào da. Chứ mà đã cái
cái nén nó đã bự rồi mà kéo nhanh quá nó không kịp để ăn vào da, nó chưa kịp ăn vào da nữa là các bạn đã kéo nó qua cái khác rồi, kéo qua cái một cái vùng khác rồi thì nó không kịp ăn vào da. Độ sâu kim vào da thì tất nhiên là nó phải sâu hơn cái bên cái nét nhỏ rồi, nó sâu xuống tầm 1 mm hoặc là tùy cái vùng da nó mỏng hay dày. Thì mình đó là nãy giờ mình nói như vậy thì đó là nói về nét thôi, nét nhỏ nét lớn. Còn về phần đánh bóng thì sao? Một số cái bạn mà mới vô nghề thường hay chỉnh kim, chỉnh độ dày kim nè rất ngắn. Mình hỏi vì sao thì các bạn nói sợ chỉnh kim dài nó bị sát thương. Các bạn chỉnh ngắn tới mức mà nó chỉ lú qua khỏi cái đầu ngòi có chút xíu thôi thì nó không có đủ cái độ sâu để nó ăn vào da, không có đủ để mực nó vào da được. Thì mà ngược lại nó còn làm cho cái phần đầu ngòi á, phần ngòi bằng nhựa nó cạo vào da, làm cho sát thương da nữa. Cho nên á, đối đánh bóng á, công thức của mình á là mình độ dày kim các bạn phải chỉnh dài ra cho mình. Thường á nếu mà mình thì mình chỉnh hay chỉnh 2 mm hoặc là 2.2 luôn. Tôi không có đo nhưng mà ước lượng là khoảng đó. Là nói chung là chỉnh kim phải dài. Đó, mình chỉnh dài nhưng mà đâu có nghĩa là mình đi ngập cái kim đó đâu, mình chỉnh dài nhưng mà mình đi một phần của cái kim thôi, 2/3 cái kim của đó thôi. Đó, nhưng mà chỉnh ngắn quá thì nó không vô đủ. Phải chỉnh dài ra trừ hao, thà dư hơn thiếu. Đó. Đối với số von là mình đi cái von rất thấp, thường mình đi tầm 6 von đến 6 von rưỡi thôi. Nếu mà có ủ tê thì mình mới chỉnh lên 7 von hoặc là 7 von rưỡi, nhưng mà thường nhất đó là mình đi 6 von. Mình đi von rất thấp luôn, nhiều người hỏi ủa sao mà anh lại đi von thấp như vậy, nhưng mà đó là kỹ thuật của mình, tại mình hay tả thực nên là mình đi von rất là thấp để mình có thể chậm rãi mình tả được những cái mảng. Chứ nếu mà von cao quá thì mình sẽ dễ bị sát thương lắm, tại vì tả thực hay tả những cái mảng nhỏ lặp đi lặp lại, chà tới chà lui, cho nên chỉnh von nhỏ, tức là số von mình phải giảm xuống. Đó, lực tay thì mình lại phải hơi nhồi lực tay một chút, tức là phải tăng lực tay lên, tại vì cái von mình đi khá là thấp mà mình cái lực tay mình lại nương nữa thì nó lại không vô mực, cho nên lực tay mình sẽ hơi ém xuống xíu, hơi đè xuống xíu, nhưng mà không đè quá nha, đè nhưng không đè quá, đè quá là lại bị sát thương. Đè nhẹ thôi nhưng mà vừa phải thôi, cũng nhưng mà không có bị đi phớt phớt quá, đi vừa phải thôi. Nhưng mà cái vừa đó mới khó đó, chứ mà cái nhỏ hoặc lớn thì biết rồi, nhưng mà cái vừa đó thì phải làm nhiều mới trải nghiệm thì mới biết cái vừa là như thế nào. Đi vừa phải thôi đó. Lực tay, nói chung lực tay sẽ hơi ém xuống xíu. Tốc độ kéo là ở đây có nghĩa là khi mình đánh bóng á, mình sẽ đánh như thế này. Lúc mình nếu mình tốc độ kéo gọi là đánh nhanh á, mình sẽ đánh nhanh thế này. Không nha, tốc độ kéo giảm xuống giùm mình. Đánh chậm thôi. Chậm rãi thôi, chảy từ từ nè. Nếu mà cắm xuống kéo như thế này, cầm kim tô mà cắm xuống kéo như thế này thì gọi là quá chậm rồi. Mình phải đánh chậm, tức là mình chảy lên tốc độ mà nhịp nhàng thế này. Chứ mình không có đánh nhanh vậy. Nhanh quá thì nó sẽ để lại sọc kim. Sọc kim ở trên cái da. Đánh chảy nhẹ thôi là vừa ok. Độ sâu kim vào da. Nếu mà ở những cái mà dù đánh bóng thì mình đánh những cái màu mà nhạt đi. Dù như là nếu mà trắng đen thì mình đánh những cấp độ mà nhạt á. Dù như tông 1 giọt rồi kia đó thì mình đánh nhạt, đánh độ sâu kim cạn thôi, đánh phớt thôi. Đó, còn những cái tô đen hoặc là chuyển tông đậm ra thì mình nên đánh hơi kim hơi sâu xuống xíu. Còn nếu mình đánh tô màu á thì những cái màu đậm, ví dụ như là màu xanh dương đậm, màu đỏ, màu nâu, màu cam đất gì đó thì chúng ta nên đánh bình thường, đánh sâu xuống giống như là khi chúng ta tô đen. Nhưng mà khi chúng ta đánh những cái màu như vàng sáng, xanh ngọc sáng, hồng sáng, tím sáng, làm ơn hay đánh nhẹ thôi, đánh lướt nhẹ trên bề mặt da thôi. Đó, tức là cái phần mà độ sâu kim màu da này thì có lúc sâu, có lúc cạn, tùy cái màu đó, màu đậm thì đánh sâu, còn màu nhạt thì đánh cạn. Và đó là những gì mình muốn truyền tải đến các bạn hôm nay. Hy vọng cái bài giảng của mình nó sẽ dễ hiểu để giúp cho các bạn có thể nâng cao được tay nghề của mình. Nếu cảm thấy bài giảng mình hay, hãy thả tim cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.